Mọi người biết đây là cái gì không? Đây là tuyết nó đóng băng ở dưới cái dòng sông á, mấy bữa nay có nắng nên nó tan ra, nó trôi dọc vào sông là rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Đang trôi tới nè, rất là đẹp. Mấy bữa trước lạnh quá mình không có đi quay được. Hôm nay mình đi quay thì nắng lên nên tuyết nó tan, không còn thấy trắng nữa mà thấy giống như mấy miếng nước đá trôi lềnh bềnh vậy. Nhìn cũng rất là đẹp. Giống như tập thể dục đó chứ. Đây là cái chỗ để tập thể dục ngoài trời nè. Giống như Việt Nam giờ mình thấy mấy cái công viên cũng có mấy cái này nè. Rồi mà tuyết nè, mọi người thấy tuyết đóng không? Tuyết đóng mà trắng xóa hết. À, mọi người thấy không? Trời lạnh nhưng mà những người ở đây vẫn kiên trì đi tập thể dục. Này là cổng sau của Midtown. Lâu lắm rồi mình không có đi Midtown, cũng mấy tháng rồi.
bởi vì tình hình dịch Covid-19 nên mình cũng hạn chế đi đến chỗ đông người. Hôm nay mình ở không nên mình đi thử một vòng coi tình hình như thế nào, mọi người có đi mua sắm nhộn nhịp như trước cái mùa Covid không? Các bạn thấy không, cái cây thông cao lắm, đẹp lắm, nhưng vì cái ngược ánh nắng nên mình không có quay, không có đẹp. Thank you.
tell the world that love for you this day. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from sinners fall, where we were gone astray. Christ the Lamb of God is born, the Lamb of God. By our Heavenly Father, the grass and angels came. As the certain shepherd, the height of all shame. Our very Bethlehem was born, the Son of God by name. Christ the Lamb of God is born, the Lamb of God. Shepherds came to Bethlehem, where our dear Savior lived. They found Him in a manger, where oft you see on hill. His mother Mary kneeling down, until the Lord prayed. Christ the Lamb of God is born, the Lamb of God. Jingle.